Ken thân mến, con người dùng các chữ số, chữ cái là ký hiệu để diễn đạt suy nghĩ của mình cho người khác hiểu. Tuy nhiên, máy tính thông dụng hiện nay chỉ làm việc với hai ký hiệu là 0 và 1. Ở bài học trước, chúng ta đã biết rằng máy tính có thể xử lý được thông tin, nhưng làm thế nào để máy tính có thể hiểu được những dữ liệu chúng ta chuyển cho nó xử lý? Để tìm hiểu vấn đề này, chúng ta sẽ học bài 3 Thông tin trong máy tính. Ken lấy vở ra chúng ta ghi tiết 4, bài 3, thông tin trong máy tính. Sau tiết học này, em sẽ giải thích được việc có thể biểu diễn thông tin chỉ với hai ký hiệu là 0 và 1. Biết được bit là đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin. Hoạt động 1. Chúng ta làm ví dụ sau đây, mã hóa số 4. Cô sẽ hướng dẫn cho em biết cách mã hóa số 4 thành dãy các ký hiệu 0 và 1. Bước 1. Thu gọn dãy số. Cho các số từ 0 đến 7 được viết thành dãy tăng dần từ trái sang phải. Bây giờ chúng ta sẽ làm bước 1. Thu gọn dãy số này. Để thu gọn dãy số, chúng ta làm như sau. Chia dãy số thành hai nửa, trái, phải đều nhau. Ở đây từ 0 tới 7 có 8 số. Như vậy, nửa bên trái là từ 0 đến 3 và nửa bên phải là từ 4 đến 7. Kiểm tra xem số 4 thuộc nửa trái hay phải. Rõ ràng chúng ta thấy số 4 thuộc nửa bên phải. Bỏ đi nửa dãy số không chứa số 4. Giữ lại nửa dãy số chứa số 4. Thực hiện tiếp như vậy, với dãy số từ 4 đến 7, chúng ta lại chia thành hai nửa. Số 4 thuộc nửa bên trái, chúng ta ghi. Bỏ đi nửa dãy không chứa số 4, giữ lại nửa dãy có chứa số 4. Và tiếp tục lần 3, cũng lại chia ra làm hai nửa. Trái và phải. Số 4 bây giờ lại ở nửa bên trái. Như vậy, sau 3 lần thực hiện, chúng ta đã chỉ còn lại số 4. Lần 1, số 4 ở bên phải. Lần 2 và lần 3, số 4 ở bên trái. Chúng ta tiếp theo. Bước 2, chúng ta chuyển vị trí của số 4 thành hai ký hiệu 0 và 1 với quy tắc phải tương ứng với 1, trái tương ứng với 0. Như vậy lần 1, vị trí của số 4 là phải. Lần 2, vị trí của số 4 là trái. Lần 3, vị trí của số 4 là trái. Phải tương ứng với số 1, trái tương ứng với số 0. Như vậy chúng ta đã mã hóa được số 4 thành dãy các ký hiệu 1, 0, 0. Tương tự như mã hóa số 4 thành dãy các ký hiệu 0 và 1. Tiếp theo, em hãy mã hóa số 3 và số 6 theo cách như trên. Và sau đó trả lời câu hỏi là hai dãy ký hiệu nhận được có giống nhau không? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho em mã hóa số 3. Trước hết, các em hãy ghi số 0, từ số 0 đến số 7, theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải. Và thu gọn dãy số bằng cách sau. Lần 1, chia dãy số thành hai nửa trái phải đều nhau. Kiểm tra xem số 3 thuộc nửa trái hay phải. Như vậy lần 1 chúng ta thấy số 3 ở vị trí là bên trái. Lần 2 tiếp tục chia dãy số từ 0 đến 3 để làm hai nửa đều nhau và giữ lại nửa có chứa số 3. Và lần này vị trí của nó là phải. Lần thứ 3 lại tiếp tục chia dãy số gồm hai số 2 và 3 thành hai nửa đều nhau.
và giữ lại số 3. Vị trí của số 3 lần này là phải. Như vậy, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển dãy vị trí thu được là trái, phải, phải thành dãy 0, 1 theo quy tắc trái thành 0, phải thành 1. Như vậy, chúng ta có kết quả mã hóa số 3 là 0, 1, 1. Còn với số 6, các em sẽ về nhà làm tương tự như cô. Và ở đây cô chỉ ghi kết quả ra thôi, đó là 1, 1, 0. Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi dãy ký hiệu nhận được có giống nhau không? Chúng ta thấy hai dãy ký hiệu nhận được là không giống nhau. Cô nhắc lại, máy tính chỉ làm việc với hai ký hiệu là 0 và 1. Vậy các số, các văn bản, hình ảnh và âm thanh v.v. được chuyển thành dãy các ký hiệu 0 và 1 như thế nào? Để tìm hiểu về vấn đề đó, chúng ta học mục 1 biểu diễn thông tin trong máy tính. Em hãy đọc thông tin trang 12-13 sách giáo khoa và điền nội dung thích hợp vào chỗ có dấu 3 chấm để tìm hiểu về cách biểu diễn thông tin trong máy tính. Câu A. Số được chuyển thành dãy gồm các ký hiệu 0 và 1 được gọi là dãy chấm 3 chấm. Câu B. Văn bản được chuyển thành dãy bit bằng cách chuyển từng chấm 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 1. Câu C. Hình ảnh cũng cần được chuyển đổi thành dãy bit mỗi chấm 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 pixel trong một ảnh đen trắng được biểu thị thành 1 bit. Âm thanh cũng cần chuyển đổi thành chấm chấm chấm. Tốc độ rung của âm thanh được ghi lại dưới dạng chấm chấm chấm, từ đó chuyển thành dãy bit. Vậy, để tìm được cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống, các em hãy cho video dừng lại 5 phút để các em đọc và hiểu. Và những cụm từ phù hợp để điền vào chỗ chấm 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 là: câu A. Số được chuyển thành dãy gồm các ký hiệu 0 và 1 được gọi là dãy bit. Câu B. Văn bản được chuyển thành dãy bit bằng cách chuyển từng ký tự 1. Câu C. Hình ảnh cũng cần được chuyển đổi thành dãy bit mỗi điểm ảnh gọi là pixel trong một ảnh đen trắng được biểu thị thành 1 bit. Câu D. Âm thanh cũng cần chuyển đổi thành dãy bit. Tốc độ rung của âm thanh được ghi lại dưới dạng giá trị số, từ đó chuyển thành dãy bit. Như vậy, phần này đã cung cấp cho các em một số cái nội dung cơ bản của bài học về phần biểu diễn thông tin trong máy tính. Để củng cố nhận xét có thể biểu thị một hình ảnh, chỉ cần sử dụng hai ký hiệu 1 và 0, ta tiến hành hoạt động sau đây. Đây là một cái hình vuông mỗi chiều là 8 ô, vẽ hình một trái tim. Để chuyển các hình vẽ thành dãy bit, chúng ta tiến hành theo thứ tự câu 1 rồi câu 2. Câu 1, em hãy chuyển mỗi dòng trong hình vẽ thành một dãy bit. Ở đây có tất cả là 8 dòng. Như vậy, trong mỗi dòng vừa có ô màu trắng và ô màu đậm, thì những ô màu trắng chúng ta sẽ điền ký hiệu 0 và ô màu đậm chúng ta sẽ điền ký hiệu là 1. Chúng ta lần lượt điền hết 8 dòng như vậy. Câu 2, em hãy chuyển cả hình vẽ thành dãy bit bằng cách nối các dãy bit của các dòng lại với nhau. Bây giờ chúng ta xem kết quả. Sau khi chúng ta đã điền số 0 và số 1 vào các ô trên hình, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành viết dãy bit ở mỗi dòng. Dòng thứ nhất, chúng ta xem và viết từ trái sang phải 0110110. Dòng thứ hai, một 0 0 1 1 0 0 1.
Dòng số 3, 1000001. Và chúng ta viết tương tự như vậy cho đến dòng số 8. Ở đây các em nhìn thấy dòng số 4 và số 5 là giống nhau. Như vậy các em đã chuyển mỗi dòng trong hình vẽ thành một dãy viết. Bây giờ với câu 2, chúng ta sẽ chuyển cả hình vẽ thành dãy viết bằng cách nối các dãy viết của các dòng lại với nhau từ trên xuống dưới. Và đây là đáp số của câu 2. Như vậy ở dãy viết này chúng ta thấy đây là của dòng thứ nhất, rồi tiếp tục dòng số 2, dòng số 3, dòng số 4 cho đến dòng số 8. Như vậy là các em đã hoàn thành việc chuyển cả hình vẽ thành dãy viết. Tóm lại, thông tin được biểu diễn trong máy tính dưới dãy các bit. Mỗi bit là một ký hiệu 0 hoặc 1, hay còn được gọi là chữ số nhị phân. Bit là đơn vị đo nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin. Tới đây, để củng cố các kiến thức vừa học, các em sẽ trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm sau. Câu 1, dãy bit là gì? A. Là những dãy ký hiệu 0 và 1. B. Là âm thanh phát ra từ máy tính. C. Là một dãy chỉ gồm dãy số 2. Câu D. Là những chữ số từ 0 đến 9. Và câu trả lời của các em là câu A. Dãy bit là những dãy ký hiệu 0 và 1. Câu 2. Máy tính sử dụng dãy bit để làm gì? A. Biểu diễn các số. B. Biểu diễn văn bản. C. Biểu diễn hình ảnh, âm thanh. Câu D. Biểu diễn số, văn bản, hình ảnh và âm thanh. Và nội dung đầy đủ nhất chính là đáp án D. Máy tính sử dụng dãy bit để biểu diễn số, hình ảnh, văn bản và âm thanh. Kem tiếp tục làm câu 3. Dữ liệu trong máy tính được mã hóa thành dãy bit vì dãy bit đáng tin cậy hơn. Máy tính chỉ làm việc với hai ký tự 0 và 1. Dãy bit được xử lý dễ dàng hơn. Dãy bit chiếm ít dung lượng nhớ hơn. Rõ ràng, đáp số của câu 3 là B. Dữ liệu trong máy tính được mã hóa thành dãy bit vì máy tính chỉ làm việc với hai ký tự là 0 và 1. Như vậy, các em đã học xong phần 1, biểu diễn thông tin trong máy tính. Đây là phần các em sẽ học thuộc. Thông tin được biểu diễn trong máy tính bằng dãy các bit. Mỗi bit là một ký hiệu 0 hoặc 1, hay còn được gọi là chữ số nhị phân. Và các em biết thêm thông tin bit là đơn vị đo nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin. Các em về nhà xem tiếp cho cô phần 2, đơn vị đo thông tin, tiếp sau chúng ta sẽ học. Chào tạm biệt các em.